Xin chào quý vị và các bạn. mời quý vị cùng đến với những thông tin tài chính trong nước và quốc tế vừa được chúng tôi cập nhật trong sáng nay của báo Thanh hóa điện tử. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 6, giá vàng miếng SJC đã giảm 6,5 triệu đồng so với đầu tuần. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam giảm với USD hiện ở mức 24.261 đồng. Giá vàng các thương hiệu trong nước tiếp đà giảm sâu, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên trong tháng 6, giá vàng SJC đã giảm tiếp 4 triệu đồng chiều bán như vậy so với đầu tuần giá vàng miếng SJC đã giảm 6,5 triệu đồng một lượng hiện tại giá vàng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở mức 81 triệu đồng một lượng mua vào và 83 triệu đồng một lượng bán ra. Doji tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh xuống 80,950 triệu đồng một lượng mua vào và 82.750.000 đồng một lượng bán ra tại Thành phố Hồ Chí Minh vàng thương hiệu này đang được mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 80 triệu 950 000 đồng một lượng và 83 triệu 450 000 đồng một lượng. Phú quý SGC đang thu mua vàng miếng với giá 81 triệu đồng một lượng và bán ra với giá 83 triệu đồng một lượng. Giá vàng quốc tế trong tuần này, thị trường vàng tương đối ổn định khi giới đầu tư chủ yếu đứng ngoài cuộc để đón đợi dữ liệu lạm phát. Để rõ thêm về đường hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong thời gian tới, kết quả của khảo sát vàng mới nhất của Kitco News cho thấy cả giới chuyên gia và các nhà đầu tư bán lẻ đều duy trì sự lạc quan về vàng trong tuần tới. Trong số các nhà phân tích phố Wall tham gia khảo sát, 60% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng cao hơn trong ngắn hạn, 58% các nhà đầu tư bán lẻ có cùng quan điểm. Giá vàng được dự báo sẽ có nhiều biến động trong ngắn hạn khi thị trường đón nhận các dữ liệu kinh tế quan trọng, cùng với báo cáo chỉ số quản lý thu mua trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Thị trường còn chờ đợi báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của tháng 5. Đặc biệt, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến cũng như quyết định lãi suất của ngân hàng Canada và ngân hàng trung ương châu Âu. Nếu cả hai ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất như dự kiến, và báo cáo việc làm tháng 5 gây thất vọng. Thị trường có thể nhanh chóng tính toán lại thời gian và quy mô nới lỏng lãi suất của Fed. Giám đốc điều hành Mark Chandler của Bernard Bull Global Forex cho rằng các tin tức trong tuần tới có thể có lợi cho vàng. Nếu giá vàng vượt mốc 2.372 USD trên một ao, sẽ mở ra cơ hội chinh phục lại ngưỡng 2.400 USD trên một ao. Nói về hướng đi của vàng trong thời gian trung hạn, chuyên gia phân tích thị trường nói rằng mùa hè thường là thời điểm không mấy thuận lợi cho vàng và giá thường đi ngang, thậm chí là giảm sâu. Tuy nhiên, những gì mà vàng đã thể hiện trong năm nay đã đi ngược lại xu hướng bình thường trên mọi mặt. Fit luôn có quan điểm diều hâu và kỳ vọng cắt giảm lãi suất dường như đang dao động. Điều này sẽ khó để các nhà đầu tư dự đoán được hướng đi của vàng dựa vào lãi suất. Theo các chuyên gia kinh tế, thị trường vàng trong mùa hè này vẫn sẽ chịu tác động bởi chính sách của Fed và diễn biến trong nền kinh tế. Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới neo ở mức 2.326,7 USD trên một ao, tương đương gần 71,5 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank chưa tính thuế và phí. Tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã rút ngắn xuống khoảng 15 triệu đồng một lượng theo thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng việc thu hẹp tranh lệch giá vàng trong nước và thế giới là một nhiệm vụ thách thức do giá vàng quốc tế vẫn liên tục biến động và phức tạp trước tình hình đó ngân hàng nhà nước việt nam đã thực hiện tăng cung vàng ra thị trường thông qua đấu thầu tuy nhiên qua chín phiên đấu thầu tranh lệch giá giảm không được như kỳ vọng sau đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã dừng đấu thầu để đánh giá tình hình và tìm ra các nguyên nhân cũng như xây dựng một phương án mới để bắt đầu triển khai trong tuần tới nhằm giảm được sự chênh lệch giá vàng trong thời gian tới, đi đôi với minh bạch hóa các giao dịch trên thị trường vàng. Nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường vàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho bốn ngân hàng thương mại nhà nước để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp tới người dân với mục tiêu sớm thu hẹp tranh lệch giữa giá vàng ở trong nước và thế giới về mức phù hợp và bền vững. Theo đó, các ngân hàng thương mại nhà nước bắt đầu cung ứng vàng cho người dân từ ngày mai mùng 3 tháng 6. Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Vietcombank sẽ triển khai bán vàng SCC trực tiếp tới khách hàng cá nhân là người Việt Nam tại 6 điểm giao dịch tại địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn AgriBank cho biết sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu về vàng hợp pháp của người dân. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã thiết lập mạng lưới phân phối ở các địa bàn chính về kinh doanh vàng như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu, trước mắt là triển khai ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tỷ giá USD trên thị trường trong nước vào đầu phiên giao dịch ngày hôm nay, mùng 2 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm tuần 3 đồng, hiện ở mức 24.261 đồng. Tỷ giá tham khảo tại sở giao dịch ngân hàng nhà nước mua vào, bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 23.400 đồng đến 25.450 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: Vietcombank mua vào 24.222 đồng bán ra 25.474 đồng. Việt Tìm Banh mua vào 25.165 đồng, bán ra 25.463 đồng. BIDV mua vào 25.254 đồng, bán ra 25.474 đồng. Trên thế giới, trong phiên giao dịch đầu tuần này, đồng USD giảm 0,14% xuống mốc 104,58, qua đó kéo dài đà giảm kể từ cuối tuần trước. Đồng bạc xanh chính thức giáp lập đà giảm tháng đầu tiên trong năm nay do các nhà đầu tư tập trung vào dữ liệu lạm phát của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản để định hướng triển vọng lãi suất toàn cầu. Trong khi dữ liệu kinh tế của Mỹ trồi sụt khó đoán và làm giảm niềm tin của các nhà hoạch định chính sách về triển vọng lãi suất trong thời gian tới. Sáng ngày 29 tháng 5, chỉ số DXY tăng nhẹ 0,02% đạt mốc 104,61 khi dữ liệu kinh tế của Mỹ tốt hơn dự kiến trong quý đầu tiên. Và cho đến nay, không có dấu hiệu suy thoái lớn nào ở các lĩnh vực như thị trường lao động đã đem lại triển vọng tăng trưởng tích cực đối với đồng bạc xanh. Những lo ngại rằng lạm phát sẽ vẫn dai dẳng trên mục tiêu 2% của Fed trong thời gian dài hơn cũng đang tạo ra một số hỗ trợ cho đồng USD. Đến ngày 30 tháng 5, đồng USD bật tăng tới 0,5%, đạt mốc 105,12 nhờ được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng trước thềm dữ liệu lạm phát quan trọng được công bố vào cuối tuần này. Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng tiếp tục tăng, với lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn ở mức cao nhất trong gần 4 tuần là 4,57%. Trong bối cảnh dữ liệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ bất ngờ được cải thiện trong tháng 5, Tuy nhiên, tới ngày 31 tháng 5, đồng bạc xanh lại quay đầu giảm 0,37% xuống mốc 104,74 sau khi dữ liệu sửa đổi cho thấy tổng sản phẩm quốc nội thước đo rộng nhất về hoạt động kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn dự kiến trong quý đầu tiên. Theo đó, Bộ Thương mại báo cáo nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ 1,3% hàng năm trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3, giảm so với ước tính trước đó là 1,6%. Việc hạ mức tăng trưởng trong quý đầu tiên diễn ra sau sự suy giảm gần đây về doanh số bán lẻ và chi tiêu thiết bị. Điều này đã góp phần làm giảm bớt sự đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất của Fed. Cho tuần giao dịch, đồng USD thêm một lần giảm 0,09%, xuống mốc 104,63%. Bởi dữ liệu cho thấy lạm phát của Mỹ tăng đúng như dự đoán vào tháng 4, hé lộ rất ít thông tin về việc Fed sẽ có thể cắt giảm lãi suất trong bao lâu. Cục phân tích kinh tế của Bộ Thương mại Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân đã tăng 0,3% trong tháng 4, phù hợp với mức tăng chưa được điều chỉnh trong tháng 3. Như vậy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 1,3% từ tháng 1 đến tháng 3, giảm so với mức ước tính 1,6% trước đó. Fed đã tăng chi phí đi vay lên 525 điểm cơ bản kể từ tháng 3 năm 2022. Thị trường tài chính ban đầu dự kiến đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 3 nhưng sau đó đã bị đẩy sang tháng 6 và bây giờ là tháng 9. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tài chính sáng nay của báo Thanh Hóa điện tử. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.